bà cả vì video muốn cứ học nghề bán khơi vì cả bỏ sai nơi phía à sai à cũng bình lĩnh hỏi bà thao dương có bán lực họ mua chùm nuốt một bằng hai chùm mua nghề đài bà chẳng thay ní à quay đại dương trời bằng to cứ thôi từ đó phía à sai à nó cũng nói này bà kế tha yang mai phiep asrai anukom doy phnaek ba an chi pisa angkle keu partial functional dependency hai da sakat keu pfd neu knong video mun lugu ko ban prab on hai dae tha pfd hai ning ffd keu thui khnie ba ba muay so keu muay tiet khmau ba ba muay tiet pro muay tiet srai ba anchang pi nang keu thui khnie piek tha thui khnie neu ti ni keu chong samdau tha prosen ba vì chỉ phép à sai anh là cùng bình lĩnh bạn nói thà vì mình men chỉ phép à sai anh là cùng ở này thì bạn đã ưu thì họ bao nhiêu ngày muốn đẹp bảy đỉnh chẳng ưu thì họ dương ra khơi thà ưu thì họ thì mùi này cứ chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh rồi sân ba ưu thì họ thì mùi này cứ chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh bạn nói thà vì mình men chỉ phép à sai anh cùng ở này thì pro viết tôi kia ưu thì họ thì pi dương ra khơi thà vì mình men chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh để bảo vì mình men chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh bắt nát thà vì cứ chỉ phép à sai anh cùng đổi này pro viết tôi kia ưu thì họ thì bây giờ ra khơi thà vì cứ chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh bảo ưu thì họ thì bây chỉ phép à sai anh cùng bình lĩnh bắt nát thà vì mình men chỉ phép à sai anh cùng đổi này để ông kia nhé chẳng à năng cứ viết tôi kia năng ai bà chẳng tôi học cái mới cái hai nhà mình dương miên phép à sai à nó có mùi cứ à cầm nọt bể bà rưu gây dương cú đời á bruyền bể bà sân bà à cát lang đời xa bằng cung chấp bị phi làng tử miên này thả phép à sai à nó cũng đời phần này đánh khát trời tế chấp bị phi phi làng tử bà à nó ngạc đánh khát trời tế miên chấp bị phi phi làng tử dạng tịch hai dương tiên bản sống nồng rong rồi bà á cứ à ó cầm nọt bể rưu gò sầm rong là bỏ bề on có bề đường miếng đấy tha bỏ bỏ ra khinh tha à on cầm nọt bề rư cầm bỏ ra khinh tha à on cầm nọt bề on rư cầm bỏ ra khinh tha à on cầm nọt bề đưa u cho họ lặng lại áo thì bỏ ra khinh tha miếng sầm rong là bỏ à mũi nè cầm nọt sầm rong bề rư có cầm nọt bề miếng đấy tha vía cứ chỉ phép à say à là cũng đòi này bà chắc ok trong óc kia tôi mới u cho họ chỉ mới là khổ bạn ok nơi tin này nơi lơ phạt vượt này là cụ xe riêng có bọc bài ảnh tệnh ông mới thấy mấy dương miên phép à sẽ ăn có mối à cầm mặt bể bà à cát lang nơi xa bằng cùng bi phiền nút dương à kinh bản à ống chia sẻ nồng rộng là bỏ á đại là à ống cầm mặt bể rưu có à ống cầm mặt bể ống đại bê ống chia sẻ nồng rộng là bỏ bể cứ chìm phép à sẽ ăn cùng bình lịch chấm nặng rồi sân ba khăn nông phép a sai anh cung a cầm mặt b dương a kinh ban phép a sai anh cung tại này nút a cầm mặt b mình men chỉ phép a sai anh cung bình lĩnh tôi một mình bà a cầm mặt b chỉ phép a sai anh cung bình lĩnh nút dương a kinh ban phép a sai anh cung tại này bà miễn lấy tháp là sân bà a cầm mặt b mình men chỉ phép a sai anh cung bình lĩnh bạn nát thà vì cứ chỉ phép a sai anh cung tại này bà ôn ra khơi a mặt b cứ chỉ phép a sai a cũng tại này bắt nó tha viêm mình men chỉ phép a sai a cũng bình lĩnh bà ok đó cái mũi cho họ tí mũi a là bao lâu bên đấy miền bỉ bà cứ miền student id subject id bà lâu ta này a ống anh ấy a được bà ok là cũng copy viết cho ta lừa phạt vượt một tiết làm bấy như sưu thằng ca tôi sẽ bà cầm ai viết escape bà cũng xong bắt đầu layout viết bà lực hữu xâm tăng student id cứ a on subject id cứ a được bà dương tăng chắc là bao nhiêu thuần vậy anh ấy cứ bay on bay đứa bay tro bay cắt bày sáng basis bày sệt
Ok bà ăn prang cái đó ok bà là tôi ở tờ giấy cứ chơi ăn prang bà ok dưới miếng a này bà a và bạn này cứ a và bạn này cứ cứ bảy bà dưới miếng à lấy là không xong giấy ở vì lấy không tập trung a ón a được a ón a đứa bảy ón bảy đứa bảy tró bảy cắt bảy xanh bảy xích hay nắng bảy sệt bạn chúng ta đòi thoát lại chọn chẳng bao giờ mơ thằng ta miên sầm nằm rong na mũi rồi bỏ a này nông chỗ nó a on hay là a đứa ta miên sầm nằm rong mũi na đại dương rồi khơi thật ta vía cầm nọ sầm nằm rong rồi bỏ bể thế à lát bao nằm hết lệnh mơ a on a on cứ student id bao mơ xua thả bà score student id tạp on ai những cái bàn tế tạp on score chung mua rồi bỏ người sách bạn on score id rồi bỏ người sách tạp on hiên là giấy tế tạp on score chung mua rồi bỏ người sách bạn gấu hiền vậy bà score ID là bọn hình sách bắt nó thập ôn score cho mua rồi bọn hình sách bà cái nhé chẳng bà ôn tiên ban bài nâng á cái nhé A ôn sản phẩm rộng rồi bọn này B ôn sản phẩm rộng rồi bọn này ôn rộng hơn tha sản phẩm rộng rồi bọn A cầm nót sản phẩm rộng rồi bọn B chẳng tiên ban nó đọc này bà sẵn như là cũng ôn tiên ban bài nâng á cứ ôn tiên ban thập hiếp à sai ạ nó cũng mùi này tư chìm hiếp à sai ạ nó cũng đọc này à nâng tiên tiên bản cho thay là cô chúc bà cho mình tin cho a on thế cho mình tin cho a đơ bên bà a đơ score id là bằng một của chia bạn nó tha on score mua một của chia đó nghe nè bà bạn nó tha on score mua một của chia chứ a đơ cầm nó bề sải on khi nhớ tha o sầm nồng rong rồi bỏ á có cầm nó sầm nồng rong rồi bỏ về bà on tin cho a on của bạn a đơ bạn bạn chấm nông chấm nào a on rư có a đơ nữa ôn trong tiên dọc mùi na của bạn đây mạch tiên cho tặng ó hết đó đi cho thay là cô bà trong tiên cho tặng ó bà ôn thật trong tiên cho tặng ó à ón cầm nót bề ón hết trong tiên tiết à đứa cầm nót bề sáng chấm nom ao phiếp à sai là cũng cứ chị ấy bà nom ao phiếp à sai à nụ cúng hàng lớn cứ chia phiếp à sải hạ nụ cúng tại phần này bạn chấm ôn mở ôn trong tin cho thẻ mùi của bán à lớn đi của bán à cao đi của bán rứa của ôn trong tin cho tiền pi của bán bạn chấm nộp ở việc cứ chia phiếp à sải hạ nụ cúng tại phần này lúc ủ cho họ dễ làm pi trái cao sầm măng mùi cái tha trái cao sầm măng cứ chỉ trái cao đại miền trung chẳng bấy miền bờ vai smart nè rứ còn bông chẳng bấy miền vùng vót học sắp được rễ smart nè chẳng không chụp nào từ say bọt nó là kiểu tha trung chẳng bấy smart nè có chỉ trái cao sầm măng bông chẳng bấy smart nè có chỉ trái cao sầm măng chẳng ao được ông đó khơi tham trung của bán bông của bán này ao được ông đó khơi mũi không chụp nào pi nắng ba tha vía cứ chỉ trái cao sầm măng bà chắc đôi khi bà á ón cặp mặt bê ón cục cơ này đẹp ôn tiền mang tham viên chụp phim à sai cũng đợi này a đưa cặp mặt bê phai cặp ôn cục cơ này tham viên cứ chụp phim à sai anh cũng đợi này bà ok tao học này bà miễn phê pi nhiệt tí tự bay nhiệt tí miễn sủng nuôi sủng mà chọn
Ok, chân dương và to từ tiền bạn nâng cái hai thập phép à sai anh là cũng đổi này hai bộ ông ra khơi thao vía cứ chụp phép à sai anh cũng đổi này đang háo chụp ba na tham mạch từ đâu cái vía đăng ta mến chụp phép à sai anh là cũng bình đấy nhá bạn à nâng bởi dương dây khay nè nó mà phép à sai à nó cũng hàng lứa mình mến chia phép a sai a nó cũng bình lệnh tệ nè anh nắng bởi dương rồi khuyên thả vía phép a sai nó cũng tới phần này chúng bắt nó thả vía mình men chia phép a sai anh cũng bình lệnh tệ anh nắng bởi dương chọn rồi bởi dương mình chọn rồi cả hai tên bà ok à lấy dương tâm ưu cho họ thì bị lực hú miên phép a sai nó cũng thì bị một tiếng này nè bà ok lực hú xong copy tất cả vớt chúng mình khuyên bà ok lực hú xong lục với cháu bà ok lực hú tăng đá tọt nè bà xuống dưới A1 A2 và tăng lên mất cái cao đó khi miên phép ở sang cũng thông bằng có mình của bạn này có cái tăng lên mất và B1 A2 B3 B4 B5 B6 B7 à này hiện về tính đã đọc nhé bà B8 B8 B9 B10 nâng B11 và ok dương miên và bản năng ở lâu và dương miên phim ở dạng của mình đang ở lâu học nha xa pra pra pê pram nha tì và pra pra pê pram nha tì rồi cứ mắt ta phim ở dạy ảnh của mình cứ chụp phim ở dạy ảnh của mình đời này rồi có mình mềm và bảo viết đời này ta dương viên ông nàng ấy và ok sao là bóng pram nghĩa tì và
Bạn chẳng ổn thế nhé, bạn ổn chẳng tiên mùi na của bạn này, chỉ sắp bọc ổn này, bạn chẳng việc cực con đại bình trẻ thá, khiếp à sai nó cũng mùi nít, cứ chỉ khiếp à sai à nó cũng đau này, bạn. Bạn chẳng ngủ bọ từ hàng lịch vĩnh. Bởi sao thật nơi tí nít miên ca bọ sai, lùm ắt chiếng ưu cho hỏi là hủ lực, cái ôn mượt, ưu cho hỏi anh ta đã cái thay mấy. Nè cái tin bạn ạ, student ID, cầm nắp student name. Kế hiện dây thà score ID bảo sớt, cứ kế score thà sân chung ấy. Score ID bảo sớt, cứ kế score thà sân phết bảo được có sợi. Score ID bảo sớt, chứ bảo nát thà kế score class ID bảo quạt. Score ID bảo sớt, chứ bảo nát thà kế score thà riêng bảo quạt chung ấy. Bà, rứ có kế tình mạng thà kế score subject ID, cứ kế score subject name. Chẳng đời xa tay bảo tình mạng pin nâng ạ, tư bằng những bộ sai thà vì dương ai tính bàn phép à xa anh cũng đau này bà. Chẳng ưu cho họ tính mũi cứ chỉ phép à xa anh cũng đau này. Ok, ưu cho họ tính bình ở mưa. Score lên như cái dạ bật. Score invoice number cứ dương ai gì bán tháng dương score customer ID thế score lấy cái bát chụp bát na thì đăng tháng này na chỉ nhận tiền score lấy cái bát chụp bát na thì đăng tháng ta à tệ cho nhận tiền những chụp mùa vậy score lấy cái bát chụp bát na thì đăng tháng lấy tủ sập nhận tiền những lấy cái màn này phụ cái bát đo máu tăng bị tổ máu này con ghế này cái bát đo máu này từ phụ nè thì cái bát đo máu hao vậy chứ một cái bát đo máu thì nó hao thì đăng tiền bà score lấy cái bát chụp bát na thì cái score thà ta nhận lụa nó miễn ID lấy cái màn cái score từng chụp mua nhận lụa cái đăng tăng tầm lấy sau đó ta tính ở cái màn tiền bà ok score product ID nó là cái score product name bà chẳng đời xa tại dừng nó khơi bát lắm từ ban phép ASEAN cùng hàng lứa chỉ phép ASEAN cùng đầu này bà ok thì ok mình về pin này tí từ bay này tí sau đó ưu tiên họ tặng pin này bà miễn sầm nua với sầm su mà cho bà sầm gì
โอเคมีสำนวนสำสวนมาต่อคนนี้บ่าเบอร์อัดสำนวนเต้ยื่นประตอเตอร์เพียบอาศัยอันตะกุมติใบบ่อยิ่งบ่าเพียบอาศัยอันตะกุมฉลองบ่าเพียบอาศัยอันตะกุมฉลองนี่คือเวียนเหมือนแปะป้อนไอ้จมูกนึงเพียบอาศัยอันตะกุมต่อยพนัยหรือก็เพียบอาศัยอันตะกุมเป็นหลิงเต้นะคือเวียนแต่ไอ้แต่ดองเวียนขมิ้นเติบโตจมูกปีนาเกตแตกอ่ะบ่าอันนั้นเวียนคือจะเพียบอาศัยอันตะกุมฉลองแต่ยังอ่านเชียร์ปีศาจอังกฤษหาค่ะฟันสนอลสุดโต่ง transitive functional dependency อันได้สกัดคือ TFD คิดให้อย่างไรยื่นมีนเพียบอาศัยอันกุมอากำหนด B บ่านี่คืออากำหนด B นั่ง B กำหนด C บ่าเกี่ยมีนอากำหนด B หายเกี่ยมีน B กำหนด C มาติดนุกเกติมันอากำหนด C บ่าอุติหอหรือหูยี่บันนิดอ่อนสุดอยู่ละอุติหอทานี้บุคคล A บ่ามนุษย์หมู่ Aนี่มนุษย์ชั่ว B นี่มนุษย์ชั่ว C บ่าเกลังกะโหลเตคืนทางมนุษย์ชั่ว A นี่เวียมีตรงนทงนจียงมนุษย์ชั่ว B อีทลังเตให้มนุษย์ชั่ว B นี่ทลังตรงนเตคือถ้าทงนจียงมนุษย์ชั่ว C บ่าแบบนั้นอ่ะกิติมานะถ้ามนุษย์ชั่ว A นั้นอ่ะบ่ามนุษย์ชั่ว A นั้นคือគាត់មានទម្ងន់ធ្ងន់ជាងមនុស្សឈ្មោះ C បាទហើយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងដូចគ្នាបើបងអូនយល់ពីការប្រៀបធៀបអំពីទម្ងន់របស់មនុស្សហ្នឹងគឺបងអូនយល់ហ្នឹងថាអបើស្គាល់ A រក B ឃើញបើស្គាល់ B រក C ឃើញអញ្ចឹងមានន័យថាស្គាល់ A គឺរក C ឃើញបាទអាហ្នឹងគឺនិយាយងាយយល់ A កំណត់ B បើថាស្គាល់ A រក B ឃើញB កំណត់ C មានថាស្គាល់ B រក C ឃើញមានន័យថាស្គាល់ A រក B ឃើញស្គាល់ B រក C ឃើញអញ្ចឹងនាំឲ្យគេទាញបានថាស្គាល់ A គឺរក C ឃើញបាទនេះគឺជាភាពអាស្រ័យអនុគមឆ្លងអ្វីដែលលោកគ្រូបារម្ភគឺតើអត់គ្នាអាចនិយាយបានដោយរលូន A កំណត់ B B កំណត់ C B អាស្រ័យអនុគមលើ A C អាស្រ័យអនុគមលើ B បងអូននិយាយបានពាក្យហ្នឹងតែអ្វីដែលនៅពីក្រោយពាក្យហ្នឹងបងអូនអត់យល់ចឹងហើយបានលោកគ្រូនិយាយថាពាក្យថា A កំណត់ B អត្ថន័យវាមានន័យថាស្គាល់ A រក B ឃើញអាហ្នឹងឲ្យសួរយល់បើថ្ងៃក្រោយទៅគេជួបបងទៅធ្វើការជាមួយគេគេឲ្យបងបញ្យល់គេបងអាចនិយាយបានថាអ A កំណត់ B ហ្នឹងអត្ថន័យវាមានថាស្គាល់ A រក B ឃើញអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទមានតកាយកឧទាហរណ៍មកបកស្រាយទេទើបបានយើងងាយយល់បាទអូខេនៅទីនេះលោកគ្រូមានឧទាហរណ៍ពីរបាទឥឡូវលោកគ្រូសាក់លបងជាមួយបងអូនបាទលោកគ្រូកូពីអានេះមកសិនចា៎បាទអូខេបាទគ្រាន់តែបងអូនកលែកមកឆាច់អូនដឹងថាភាពអាស្រ័យអនុគមនេះគឺជាភាពអាស្រ័យអនុគមពេញលេញហេតុអីនេះព្រោះ invoice number នេះគឺជា A ហើយវាមានតែមួយ field អញ្ចឹងបងគាត់កលែងអូនដឹងព្រមតអវាគឺជាភាពអាស្រ័យអនុគមពេញលេខចាអញ្ចឹងភាពអាស្រ័យអនុគមឆ្លងគេអត់ខ្វល់ថាវាពេញលេខឬក៏វាមិនពេញលេខទេឥឡូវគេឲ្យមកយើងអញ្ចឹងហ่ะបាទឥឡូវលោកគ្រូអត់តន់កែឲ្យបងអូននេះលោកគ្រូសាក់លបងឲ្យបងអូនពិចារណានិយាយថាតើភាពអាស្រ័យអនុគមនេះមានភាពអាស្រ័យអនុគមឆ្លងដែរឬអត់បាទលោកគ្រូឲ្យបងគ្នា3នាទីបាទ3នាទីក្រោយបានលោកគ្រូកែឲ្យបងអូនបាទសាក់លបងគិតទាំងអស់គ្នាបាទសូមជួយThank you.
Okay, tiếng ốc khi mở ca cầm nọt phiếp à sai à không chó vì riêng cầm bá chiên phiếp chiên ca cầm nọt phiếp à sai à không bình lĩnh rứa có phiếp à sai à không đổi này bà vì riêng cầm bá nhà mình chiên to bà ôn chiên sẵn tê thà ca nó không chụm nào bế nó bà gỗ bà hắn ấy cứ bế à nơi này khẳng bế nó ta miên à trip dụt ná đai chỉ khi được gọi khi đa kê nì dây nè tì nì cư kê trong sẵn đại lửa foreign key bà foreign key nè này bì ta vì mình foreign key được gọi bờ bà ôn có lẽ đâu khơi thay vì chỉ foreign key bàn khơi bàn lươn á cho bà này thả lòng thầy thưa ăn lươn chắc ok mơ mừng chúng ta là gù thử mách đâm foreign key bờ vòng score primary key phong bà ok là gù bây giờ bà ôn tao hãy đăng thả bà A cầm nọt B bà nít B nít A bà A cầm nọt B bà nâng hỏi A bà A cầm nọt B A nơi khẳng cho phênh bà A nơi khẳng cho phênh bà miên lây tha vía cứ chạy đê tê mình nọ bà vía chạy đê tê mình nọ nhưng chẳng chị bà ná tha vía nâng khai chạy primary key chẳng là gù rô bán này tha invoice number bà invoice number cứ chạy primary key bà gù hiên gì bà primary key gù hiên gì hiện giờ đã khai đi hai bạn khai rồi ấy vì cứ chỉ để tiền mình nong bảo vì chỉ để tiền mà nong thì khai chỉ primary key chém chỉ bán nát than được không thể bỏ muối rồi được không entity muối primary key miền tại muối cột bảo mình ăn miền primary key ở tiền đấy chém bao mượn bay thằng này mình ăn miền muối nào khai chỉ primary key cả đây bảo ở ở trong foreign key số tha invoice đẹp ai khai chỉ foreign key cả thế mình ai thế bảo của cả bạn chat thì mình ai giờ được chỉ foreign key đi bảo tiếp bị customer ID nè, ok nhé, customer ID cứ chữ key, hai đấy bạn đang là chữ key, ôn rộng đầu nghiên bổng hot đọc này là cũng bổng riêng đọc này chữ rộng. Xua thả, bà nhóm score customer ID, nhóm score customer name thế, chứ bà nè, thả score customer ID cứ score customer name. Phone này, để cái đạm máu này, cứ chữ phone rồi bọn ạc tệ thì chôn đọc này. Chẳng xua thả, bà score ID rồi bọn tệ chôn, ta score lên từ sắp rồi bọn tệ chôn thế, chứ bà nè, thả score bọn quần chẳng hẳn thế nhé score ID là bảo customer cứ score chung mua customer score lên từ sắp customer chứ bán hàng chân ảnh này cứ chỉ foreign key mùi tí bì score ID là bảo bộ lực ta bảo score chung mua là bảo bộ lực thế bà là câu hình dây chứ bán nha score ID là bảo bộ lực cứ score chung mua là bảo bộ lực chẳng bảo được cái nhà thả o nơi khăn nông miền foreign key đó từ bì bảo ok là câu xong đặt bỏ ở đất lưu việc chọn nằm bây giờ đọc hết rồi mới thả o à bì nâng cứ chỉ foreign key chẳng nơi về đại kỳ tiên tập hiệp ở sài gòn cùng xóm cứ kỳ tiên tam khi bạn nè sẵn mắt tập cắm đại kỳ đòi bốn cứ tưởng ở nắng à kỳ cầm mặt máu nè à nắng cầm mặt à nắng cầm mặt à nắng bà cú sông ta hay clay nát rồi dây định bà anh ấy bế anh ấy xế bà anh ấy đế anh ấy ở F G H bà xong tan chẳng cho nó rồi dừng dừng tại hai đi A bà ok A chẳng sự mặt cảm kịp đó là dừng ở hơi đúng không hàng lưới đúng không à quay đẹp ôn miến cứ hai là mặt cảm ấy đúng không cứ A cầm nọt B cầm nọt C cầm nọt D cầm nọt E cầm nọt F cầm nọt G cầm nọt H bà năng á cứ chỉ mặt cảm chẳng ôn mới là cụ tiền bản á là cụ đã lịch mùi chưa bà lịch mùi lịch mùi là cụ tiền bản thả A cầm nọt C suốt thay là cụ mấy coi là cụ hình vậy bà nia mặt cảm cái đẹp màu này đó này A cầm nọt B, cầm nọt C, cầm nọt D, cầm nọt E, cầm nọt F, cầm nọt G, cầm nọt A. Chẳng cũng còn dục chùm này mũi nên mặt cầm bao nhiêu vậy chẳng cứ A, cầm nọt C. Chẳng tìm kì. Thưa thả, score customer ID. Bạn nát thả dùng score customer name. Score customer ID. Bạn nát thả dùng score lệch tù tập bỏ quật. Chẳng cũng sẽ bán này. C, cầm nọt A, cầm nọt E, cầm nọt F. Như thế nhé. Chẳng A, cầm nọt C.
ទៅជាអញ្ចឹងបាទគ្រូអាចសរសេរតាមលក្ខណៈវិទ្យាអរគុណមើលទៅយល់បាទបាទគ្រូសេះក្នុងតម្រងគណិតវិទ្យាណា tam rồi dạ muối nằm tí nôm ỏi á cầm nọt gì á cầm nọt đế cầm nọt ớ cầm nọt ai ông thầy nhé đời xa dương đọc kinh thật lịch muối chữ á cầm nọt thể chia sẻ cảm bà TP dùng đọc hình thả xế với cư chia khi ta cầm nọt cái kế, cầm nọt customer name, cầm nọt phổn chứ như đọc hình chẳng chẳng nọt ai xế nó cầm nọt đế, ơ xong tốt, cầm nọt ơ ta đọc nè, cầm ơ xong tốt, bạn, cầm nọt ai về, bạn, cầm nọt ơ, chẳng nọt những tí mán thả A cầm nọt xế, C cầm nọt D cầm nọt ơ, miên này thả A cầm nọt đế, cầm nọt ơ, cứ chỉ phép A sai A là cùng chlọc bạn, à nói cứ chỉ phép A sai A là cùng chlọc, ok, có mà tiền, ở hẹn, chứ là cũng đã lệnh 7 A mà đây ghế này A cầm mặt F này thế mà cam cái A mà cứ A cầm mặt F này A cầm mặt F mà cam cái A mà hỏi và anh chắc A cầm mặt F thì buồn score ID rồi bỏ hạ tệ chuẩn bạn á thập ôn score chung mua rồi bỏ hạ tệ chuẩn bạn chắc tam rồi dạy ghế tam rồi dạ bảy nâng bốn nòm ói a cầm nọt thì ok nhé chấn tiên mà thọ a thì cầm nọt f chưa mà ta cầm tại dương đang thả f cứ chữ khí đi f cứ chữ khí star id score star id cho bạn thả score star này chấn tiên mà thả a cầm nọt thì chấn dương tiên mà thiệp a sai anh cũng chọn đó tập tiền นี่คือสิภาพอาศัยอนุกรมฉลองนี่ก็สิภาพอาศัยอนุกรมฉลองบ่าโอเคสำหรับวิทยาหอนี้ต่อគ្នាมีเปล 2 นาทีบ่าឆ្លងអីសំសួរមកចាប់អស់សំជួយ
bà ok tao nghe mình xin lỗi thế bà to thì tiền bà nhưng sau thì ho một tiền xem rạp lầm hạt này u thì ho thì pin này bà u thì ho thì pin này tôi thì bà ok để cô tao nghe tí nhiệt tì rồi còn mình tí bán nữa tao rồi khơi mà thật ta phim à sàn của mình miền phim à sàn cũng chọn đại rồi tì bà bởi dương quá cái lấy những khuyên tìm sao kê của ta đi à đó đấy bà tùm lo à, hai cái đó bê đã kỹ đã ca nghi ở thứ bà có khi mưa mua năng vì về bê tùm lo tang với đòi ảnh nhạt tới thì khơi bà ví dụ là xe ví dụ là tiên châu không cứ sấy bọt bà ok đứng đăng à bà a á cầm nọt còn năng bà tí nhau với châu đấy cũng chết mất bộ của bà a cầm nọt bé cầm nọt c cầm nọt đế cầm nọt ừ bà chết gì đang thắng chết mặt cam được cái đó rồi bảo chết mặt cam mà lợi dương số thay tất cả giờ này thế ở thế của đi mình chỉ khi tất cả cho gender thế gender mình chỉ khi thế nè class ID score class ID cho bạn là thật score này chẳng ta bị ghê bà định mũi mọ a cầm nọt ghế cầm nọt đế định pí đế cầm nọt ừ bà chấn tam vậy tam rồi dạ muối nâng tí nôm ơi à không nọt ừ nhé nhưng tí mà đòi đòi nghi bà ui cho hỏi tú nha bà ok chấm tóc nha mà mới ca bộ slide này thì này bà vì ở tang đối dương A B D thì tang đây là nhé invoice number cầm nọt customer ID customer ID cầm nọt customer name cầm nọt phone nút nọ ở invoice number cầm nọt customer name cầm nọt phone cứ chỉ phép à sai anh cũng chọn cái transitive functional dependency ở tí pi invoice number cầm nọt staff ID staff ID cầm nọt staff name nom out invoice number cầm nọt staff name chi phép a sai anh cùng chọn đôi thì bà tí 7 student ID cầm nọt staff student name gender class ID class name hầu hai mà dương tí mang thas class student ID cầm nọt class ID class ID cầm nọt class name nom out student ID cầm nọt class name cứ chi phép a sai anh cùng chọn bà chẳng tỏ khi chạm thà phép a sai anh cùng chẳng bay nữa bà tiếng bay nữa bình lĩnh đại hôm nay hai đường chlong nữa bà ôn mình che hết đi chứ bạn nói thà đó kia bị bạ không ca thứ nó mà lại sẽ dần đi hai đó kia bà ao được đó kia mình che mình chăm viết chứ bạn nói thà đó kia từ ta bị bạ không ca thứ nó mà lại sẽ dần bà mình thà bạ cứ thứ ở trên tay mà đó như vậy rồi bà chăng lực hữu lực thực chất bà ôn đó kia sông mơ ưu thì ho tiền ở đây lực hữu bằng riêng tăng bị phép à sai anh cùng bình lĩnh phép à sai anh cũng tại phần này nâng phép à sai anh cũng chọn này là vĩnh mà ai ôn chết chám tớ bán có khi ai thư ca nghĩa là lưu nọc mà lại sẽ sẵn đi bàn bản chấm sẽ sẵn kháu dương chú khí có khi nâng chấp đám thư ca nghĩa là lưu nọc mà lại sẽ sẵn bản cú nâng dương ủ thì họ chết sẵn đây mỗi mốc bằng hai tầng ọc nghiệp bản hai nửa bê đã chỗ tớ đo ca thư nọc mà lại sẽ sẵn đi cứ tớ ọc nghĩa nâng miếng ca nghĩa thư chỉ krong tiền hào nhá bản ok ọc quân tọc nghiệp xong rạp ngày này.